Xin được kính chào các bạn khán giả của kênh bóng đá. Các bạn thân mến, tôi đang có mặt tại sân tập của VFF. Đây sẽ là buổi tập đầu tiên của đội tuyển Việt Nam sau khi trận bán kết gặp đội tuyển Indonesia kết thúc. Và đây là buổi tập đầu tiên chuẩn bị cho trận đấu chung kết gặp đội tuyển Thái Lan vào ngày 13 tháng 1 tới đây. Sẽ là một trận đấu rất quan trọng của đội tuyển Việt Nam khi mà chúng ta thi đấu một trận chung kết trên sân nhà. Và trước trận đấu thì thầy trò Van Bangsơ cũng đã rất thoải mái. Huấn luyện viên Bang Sơ đã cho các cầu thủ được nghỉ ngơi một ngày trước khi toàn đội tập trung trở lại vào tối ngày hôm qua. Buổi tập ngày hôm nay thì có một chi tiết rất là hay khi mà có một cổ động viên đến từ Quảng Ninh đã hái trái cây ở vườn để gửi đến toàn đội sau khi tập. Đó là những trái hoa quả, những trái quýt. Chứ đây là hoa quả tặng cầu thủ hả chị? Rất nhiều hoa quả không ạ? Chanh kia là chanh gì hả chị? Xem được không? À, đây là bức ảnh mà chị được tự chụp cả thầy bác hôm trước đúng không ạ? Nhiều quýt và táo là những cổ động viên tiếp sức đội tuyển Việt Nam trước trận chung kết gặp Thái Lan. Làm quýt cắt tận vườn đấy em ạ. Cắt tận vườn, vườn ở đâu hả chị? Chị từ Quảng Ninh. Quảng Ninh và tiếp sức cho cầu thủ trước trận chung kết đúng không ạ? À, đúng rồi em ạ. Lúc này thì các cầu thủ cũng đã chuẩn bị thay đồ và sẵn sàng bước ra sân để khởi động trước khi có những bài tập kỹ chiến thuật. Vào ngày mai thì đội tuyển Việt Nam cũng như đội tuyển Thái Lan sẽ có một buổi họp báo trước trận đấu sẽ được diễn ra vào lúc 10 giờ sáng. Và buổi chiều thì cả hai đội sẽ có những buổi làm các sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Trong ngày hôm nay thì vào lúc 18 giờ thì đội tuyển Thái Lan cũng sẽ đặt chân tới với Nội Bài. Và một chút nữa thì mình sẽ gửi đến các bạn những hình ảnh về đội tuyển Thái Lan đặt chân đến Nội Bài. Các bạn cùng nhau theo dõi nhé. Trước khi tập những bài về bóng thì các trợ lý của huấn luyện viên Bang Sơ đã cho các cầu thủ tập với cái thảm cũng như cái con ăn để có thể các cầu thủ khởi động cơ, giãn cơ trước khi tập căng với cả trái bóng. Moving. Thanks. Good.
Stand up!